Quang xin chào quý cô chú anh chị để quay trở lại với video của Quang. Đêm nay là đêm thứ 25, cũng là đêm cuối của mấy anh em chuẩn bị về đất liền ha. Thì kiểu như về đảo Phú Quý ha cả nhà. Thì đêm nay thì Quang sẽ lặn Sài Gòn ở trong này nên chưa có đi đâu. Thì sáng tối thì mấy anh em sẽ chuẩn bị để vô đồ ha. Cano thì sẽ sửa sang đồ. Đó là một tháng vất vả của mấy anh em, thì 25 đêm cũng khá là dài ha. Thì kiểu như quanh đi gần một tháng rồi ạ, còn hai ba bữa nữa thì một tháng chắc luôn. Quanh sẽ ở trên ghe này chờ một tí nữa. Chú sai của anh sẽ xuống chạy bộ trong đó để lặn ha. À, hôm nay trời mưa. Tháng này ít khi có mẹ ôm lắm. Kiểu như nó như dày à. Quanh ở trong hồ như thế này thì nó ôm như dày nha. Còn ở dây bạc kia thì khá là thổi luôn. Rồi, sau khi trời tối thì mấy anh em quanh cũng nhảy luôn. Tại vì xét bên ghe á, thì đợi đến tối sẽ nhảy xuống. Rồi, hôm nay thì quên lặn xét ghe luôn nha. Hôm nay thì quên lặn nước thì tầm đâu đó 7 đến 8 sợi. Chỗ này thì quên nhảy xuống cái chỗ mỏ neo của ghe của mấy anh em quên neo luôn nè. Có những có cái xe neo các anh thấy không? Rồi, quên cũng để đếp chạy rồi. Thì sau khi đắp dây thì quên sẽ xẻ cái hơi này ra để cho dễ đi hơn. Đây, đây là cái mỏ neo của ghi mấy anh em quên neo này. Cái mỏ này giúp ghi neo đầu được nha. Đây, cái dây dài lắm. Thì hôm nay thì quên nhảy ở dưới ghe luôn. Rồi bây giờ thì quên xin mời quý cô chú anh chị đi săn hải sản cùng quên với quên nha. Mới đi một đàn thì quên phát hiện một con cái bẹt lầu này. Là cái bẹt lầu này thì mấy anh em quên sẽ lên ăn. Lên trên ghe để ăn chứ không có bán cho thương lái đâu. Tại vì những loại cái bẹt trầu này để lâu thì nó sẽ mềm nẹt mất, không bán được. Loại bẹt trầu này thì mấy anh em quên sẽ chiên giòn lên để ăn nha, xót lại ngon luôn, nẹt rất là thơm. Tiếp tục phát hiện một con hải sâm gai đầu tiên. Hải sâm gai này không biết tại sao nó trèo lên trên hòn đá này, nó nằm này. Và hải sâm gai thì nó thường thiên thì nó nằm ở dưới cát nha. Không hiểu sao cái con này nó lên trên nằm. Là hải sâm thì quanh bán tại khu vực Trường Sa về đảo Phú Quý thì tầm 60 đến 65 nghìn một con. Còn đảo Phú Quý thì tầm 45 nghìn một con thôi. Tại vì tại khu vực Trường Sa thì hải sâm rất là to. Tiếp tục một con cái bẹt trầu nữa này. Cái chỗ này thì tính ra bẹt trầu nhiều ghê ha. Nãy giờ quên được 3 con rồi. Phát hiện một con ốc. Đây là một con ốc bị nha. Là ốc bị này thì ăn rất là ngon luôn. Quên bán thì tầm 25 đến 30 nghìn một con. Chỗ này quên phát hiện một con cá mó. Đó là một con cá mó đuốc. Là cá mó đuốc này có loại chắc là nhiều loại màu. Đây, màu sắc rất là xinh đẹp ha. Wow, quên phát hiện một con tôm hùm này, thật là to luôn. Chỗ này thì quên sẽ nháy đèn cho chú sai lại bắt nha.
chứ quên không bắt một mình được đâu, tại quên đang có quay á. Ồ, con nào to ghê chưa. Ui, nó đang có bò đi ăn mồi này. Quên đã phát hiện nó. Chú sai quên đang có lạ bắt này. Để chú sai quên sẽ bắt cho cái nhà xem nha. Đây đây đây. Ồ, đẻ ghê chưa. Thật là to luôn. Lạ tôm hôm nay thì ăn chắc là ngon. Ồ, đã chụp được rồi. Chú sai quên để bắt được nó. Tôm xanh thì giá trị của nó thì tầm 800 đến 900 nghìn một ký. Rất là được giá luôn. Đây, to ghê chưa. Con này độ tầm khoảng 1,6 đến 1,7 luôn á. Loại tôm xanh thì thường xuyên ban đêm thì nó sẽ ra ngoài để bắt mồi ha. Còn ban ngày thì nó sẽ chui vào hòn rố để nó để ngủ. Sau khi bắt được nó thì Quan sẽ phành vật ra. Và chú sai Quan sẽ bỏ cái con tôm này vô. Ô, thật là may mắn luôn. Quan hy vọng thì tăng này sẽ bồi thu tôm với những con hải sản được giác lị đây. Chỗ này phát hiện một con cá. Đây là một con cá mú què. Là mú què này thì mấy đêm quên bán thì tầm 40 đến 50 nghìn một ký. Cá này thôi nói cái chuyện ăn chứ chắc là béo luôn. Cái này ăn cực kỳ ngon. Tiếp tục phát hiện một con cá. Đây là một con cá kẽm hoa. Ô, cái con này không hiểu tại sao nó nằm yên một chỗ này. Để quên sẽ chữa nó. Ô, đã được rồi. Lại cái kẽm này thì quên bán thì tầm 40 đến 50 nghìn một ký. Tiếp theo thì phát hiện một con cá mú què nữa nè. Nó đang còn ở trong cái hòn rố này. Để quên sẽ chữa nó. Đây đây được rồi. Ô chạy mất. Đây đây. Nó đang có chạy ra nè. Rồi quên cũng đã bắt được nó. Những cái con cá mú què này nó thường xuyên ở trong rố đi quay đi lại. Chắc là khó để chữa nó luôn. Chỗ này quên phát hiện một con cá mó. Đây là một con cá mó vàng. Cá mó này thì mấy anh em quên thường xuyên gọi là cá mó đẹp gái. Nó đi cặp nha. Có con một con đẹp gái và một con đẹp trai. Đây đây, đây là con cá mó đẹp trai này. Cá mó này thì cũng như có một cái tên là cá mó vàng nha. Tại vì màu sắc rất là rực rỡ nên mấy anh em quên gọi là cá mó đẹp trai. Tiếp theo thì phát hiện một con rùa biển nè. Cái con này nó đang có làm gì á. Tự nhiên ngồi yên một chỗ à. Chắc nó đang có ngủ. Quên lại sờ cái đầu nó này. Nó đang có thuộc cái đầu vô kìa. Rất là dễ thương luôn. Là rùa biển này tại khu vực đường xe thì rất là nhiều. Thôi con không có đùa giỡn nó nữa. Bye bye nó luôn. Đây là một con cá rìa. Cái này có tên gọi là cá rìa lê mít. Rìa này thì mấy anh em quên sẽ chữa. Cái rìa này thì giá cả của nó thì tầm 25 đến 30 nghìn một ký. Loài cái rìa này thì đâm ôi khó nói luôn, rất là nhức luôn. Mấy anh em quên phải cẩn thận. Tiếp theo là một con cá mó đẹp trai nữa. Ô, nhìn màu sắc rất là rực rỡ luôn.
Ô cái con này không hiểu tại sao nó chạy này. Chắc nó sửa ánh đèn hay sao á. Ô nó chạy vô trong kia luôn. Đây đây, cả nhà thấy không? Đó đó. Tiếp tục là làm một con ốc bì. Là ốc bì này thì nó rất là nặng luôn. Tầm đâu đó cỡ 5 đến 7 con thôi là để chìm vợt rồi. Mấy anh em quên phải bầm cái ganh lên. Chỗ này mấy anh em quên để gặp một cái vợ gì thì phải. Nhái đèn quên lại để xem nè. Ô đó là một con ốc đuôi con. Ô con này mới ghê chưa. Là ốc đuôi con này thì mấy anh em quên không có phân biệt xấu hay đẹp đâu. Tại vì nếu xấu nặng ký thì nó sẽ được tiền hơn. Mấy anh em quên bán ký nha, chứ không bán vỏ đẹp đâu. Đây, nếu anh em này thấy đẹp thì sẽ mua về để trưng. Ô rất là đẹp luôn. Là ốc đuôi con này thì mấy anh em quên bán thì nó lên đến 400 đến 500 nghìn một ký. Tiếp tục phát hiện một con tôm hùm xanh nữa nè. Ô có con này có nhỏ thì quên có vẻ bắt được. Đây. Ô con này thì quên độ tầm đâu đó 4 lạng đến 5 lạng luôn á. Tiếp tục phát hiện một con cái mú. Con này có vẻ là to. Con này thì quân độ tầm 2 kg mấy đến 3 kg. Ồ rất là to luôn. Ồ nó chạy chơi hoài kìa. Ồ những con cái mú này chạy chơi hoài thì rất là khó để chữa nó. Như là nó chỉ chu vô trố thì rất là dễ. Và nó đi chơi hoài thế này thì mấy anh em quân không có dám chữa đâu. Tại vì chữa thì nó sẽ chạy mất tiêu là rất là tiếc. Để nó sẽ nét vua các hòn đá này thì mấy anh em quân sẽ chữa. Đó, đó để được rồi. Là cái mú này thì mấy anh em quên bán thì tầm 90 đến 15 nghìn một ký. Cái này có một cái tên gọi là cái mú vàng. Đây là một con cá thầu lậu nhất. Là thầu lậu này thì nó sẽ ban đêm nó ngủ như thế này. Cái món thầu lậu thì có một cái tên gọi là cái món nhớt. Tại vì thì ban đêm nó sẽ ngủ, nó sẽ phun nhớt như thế này. Đó, nó giống cái mùng vậy. Tiếp tục phát hiện một con cái nóc này. Con này có vẻ là to. Phải quên sẽ bắt nó. Con này thì hơn 2 kg nha. Cái nóc nhím thì 1 kg đi lên thì mấy anh em quên sẽ bắt. Còn 1 kg đi xuống thì mấy anh em quên sẽ chữa. Con này thì lên 2 kg. Quên sẽ bắt sống. Bắt sống thì 250.000 một ký. Rồi cái nặng nhím thì bắt sống thì rất là dễ luôn. Đây chỉ cần phần vật ra về đưa vào thôi. Đưa vào thì phải đưa nhẹ nhẹ nha. Đưa mạnh thì nó sẽ phình lên to lắm. Không bỏ vào vợt được đâu. Phía xe thì tiếp tục quên phát hiện một con cá. Đó là một con cá kẹn hoa. Ồ con này có vẻ là to đó. Ồ quanh đang có quay thì không hiểu sao nó chạy luôn này. Chắc nó sợ cái hơi thở của anh á. Tại vì ở dưới nước thì quanh nó sẽ thở hơi thở. Ở dưới thì nghe rất là to luôn. Hay chắc nó sợ hay sao nó chạy kìa. Ồ quanh sẽ ví tới. Đâu đây đủ rồi. Cái con này thì quanh đồ tầm đâu đó 2 đến 3 kg luôn. Con này rất là to.
Đây là một bụi san hô rất chi là ngứa luôn. Bụi san hô này thì mấy anh em quên đi không để ý thì pe chạm vào nó thì ôi, nó sẽ gây đến ngứa chân hoại ngứa mình, rất là ngứa luôn. Lại có thể trót re luôn á. Quân bắt được một con ốc bu này. Con ốc bu này có vẻ là to. Quân bán thì tầm 30 đến 35 nghìn một con. Đây là một con ốc khoe. Có một cái tên gọi đó là ốc nón. Ốc này thì mấy anh em quân bán vỏ nha. Còn ruột thì sẽ chia về cho mấy anh em ăn. Bán vỏ thì 35 nghìn một ký. Ồ, phát hiện thêm một con tôm hùm thật là to luôn. Ồ, cái con này có vẻ là nó đang có đi bắt mồi này. Ồ, to chưa? Cái con tôm này nó đang bò trên hòn đá tà bèo này. Ồ, thật là đẹp luôn. Chỗ này chú sai quên để bắt được nó rồi. Ồ, đẹp ghê chưa? Con này thì quên độ tầm đâu đó 1,6 kg đến 1,7 kg luôn á. Ồ, giá trị thì chắc là cao, 800 đến 900 nghìn một ký. Ồ, anh em quên thật là may mắn luôn. Ồ, nhìn thấy chú xe bỏ con tôm vào là quên nó rất là mừng luôn. Ồ, để ghê chưa. Ồ, tiếp theo thì thêm một con tôm hùm nữa này. Ồ, đêm nay thì quân bội thu tôm hùm đẻ chưa. Con này con nói thật là to luôn. Ồ, cái con này thì con thứ tư rồi đó nha. Ồ, rất là đẻ luôn. Đó đây, chú sai quân để chụp được nó rồi. Ồ, con này tầm 1,1 kg đến 1,2 kg. Cái con tôm hùm này nó đẻ ôm tay của chú sai quân này. Ồ, nó ôm rất là cứng luôn. Bây giờ thì quan sẽ bỏ các con tôm này vào. Tại vì hai con tôm kia thì quan để bỏ qua mấy anh em kia để kéo đi rồi. Ồ, thật ra thì mấy anh em lặn biển thì gặp như thế này thì rất là mừng luôn. Tiếp tục phát hiện một con cá nóc nhím nữa nè. Còn cái nắp nhím này thì nó không tới 1 kg thì quanh sẽ chịu nó. Ồ, tại vì lời nước lừa nó đưa qua đưa lại thì con cái đất này nó cũng không có chạy luôn. Nó rất là khờ luôn. Đó đây, cái nhìn thấy hộp đó đó, lừa qua lừa lại. Tiếp tục, chỗ này quên phát hiện một con rùa biển nữa nè. Tại khu vực trường xe thì rùa biển rất là nhiều luôn. Ô, có con này có vẻ là to nè. Quên sẽ lại sờ nó thử nó có cho hay không. Ở đây, nó đã cho rồi. Là rùa biển này ban đêm thì nó sẽ thẻ dây thế này nha. Nó đang có ngủ á. Còn ban ngày thì nó sẽ đi về bắt mồi. Ô, quên sờ cái đầu thì nó sẽ thuộc vô. Thôi, không có phé nữa nó nữa đâu. Bá ba nó luôn. Ô, cái nhìn thấy không? Cái con ké chứ không phải cục đế đâu nha. Ở đây, đây là một con ké mặt quỷ. Nó là một loài nguyệt lan rất là giỏi. Đây, nó nguyệt lan như cái cục đế vậy. Ô,
là cái mặt quỷ này thì rất là khó thấy luôn, mấy anh em phải để ý mới thấy được đó. Đây này, là cái mặt quỷ thì quanh bán thì tầm 700 đến 800 nghìn một ký, rất là được tiền luôn. Ồ, cái con này có vị là to này, con này thì quanh đủ đâu đó tầm 1 ký 8 luôn á, rất là to luôn, có vị 2 ký luôn chứ bộ, to thiệt chứ. Ở cái chỗ này thì cậu Năm của quanh đang có le, tại vì rất là mừng á, thì gặp những con cá mặt quỷ như thế này. Mấy anh em lặn biển thì gặp cá mặt quỷ thì rất là mừng luôn, tại vì nó rất là khó gặp, nếu ai gặp thì sẽ người đó sẽ là kêu là hay. Đây đây, chú cậu Năm của quanh để bỏ về vợt rồi. Tiếp theo là lại một con cá mó rằn nữa. Là cái mó này nó thường hay nó ở dưới tảng đá như thế này ha, hoặc là ở hòn đá Tà Bèo, nó sẽ núp ở dưới này để nó để ngủ. Ồ, quanh đã phát hiện một đá hiếm ở dưới đại dương nó màu hồng nè. À đây, quanh nói đùa thôi chứ đây là một con cái mặt quỷ nữa nha. Wow, con này to ghê chưa, nó hồng như là có ai để tô màu lên cho nó vậy, rất đẹp đẹp luôn. Đây đây, wow, con này thọ là to luôn đó, con này quanh đồ tầm 2 kg luôn á. Vì chỗ này chị chú sai quanh để rất là mừng luôn, tại vì gặp cái mặt quỷ to như thế này thì rất được tiền để nhảy múa nè. Ở dưới dưới nước thì nhảy múa như thế này thì khó chê về đâu được. Ô, cái chỗ này thì chú sai quanh để khuôn luôn nè. Ô, rất là mừng luôn, tại vì gặp cái con màu hồng đỏ này thế này rất là dễ thương. Ô, cái chỗ này thì mấy anh em quên để tới giờ để lên rồi. Thì quên xin mời quý cô chú anh chị lên xem thành quế cùng với quên nha. Thừa luôn. Đây. Bây giờ thì mấy anh em sẽ vào ké vô. Còn vật nữa nào? À, vật nữa. À, mấy anh em vừa lên luôn này. Tầm vlog ở cái tầm vlog đó, cái này cho bên bé tầm vlog ở con ké tao siêu to khổng lồ. Tầm vlog đó. Anh em sẽ là ké vô ha. Đây là ké đỏ nách nha cái nhỉ. Wow, con nách khá là to luôn á. Ké mú. Tiếp ké mú rồi nè. Cái nách thì khá là thưa ha. Cái nách có vài con thôi. Đây. Em tạo lầm rồi. Nghi xong nghỉ. Đây là ké mú. Còn ốc thì được có mấy con này thôi. Ốc bị khoe, ốc bị ốc bu. Đây, còn hải sản thì của mấy anh em thì được ba con cá mặt quỷ về, bốn con tôm xanh mới là đẻ luôn nha cả nhà. Thank you.
cảm ơn em cũng để về tới ghi thì bây giờ thì sẽ bộ hàng lên ghi nha cả nhà. Thì ở bè cá hầm này thì mai anh em sẽ bắt hàng lên. Mai anh em tập luôn ở trưa như thế này thì sẽ muối ké về tập bé để chuẩn bị về vào bờ ha. Bên này thì cá nóc nha cả nhà. Đây. Cá nóc thì mấy anh em sẽ bắt sống để bán ha. Đấy con. Ê. Khoảng 2 con thôi chứ nhiều là nó sẽ phình lên to lắm. Bây giờ thì tới cái mặt quỷ về tôm xanh tôm hùm á. Thì mấy anh em sẽ ở lên lụa ha. Đây. Ốc bù mấy anh em sẽ nuôi sống. Ốc bù về ốc bể, ốc lứa. Đây, có một con ốc đu con. Và quế để luôn ha. Ốc đu con này rất là đẹp luôn á. Để ồ hai con ốc đu con luôn nè. À, con này thì mấy anh em không ốc đu con này thì không chê xấu hay đẹp đâu, chỉ nó mùa ký hơi nặng là rất là được tiền luôn. Ốc này là ốc luôn. Đây. Mấy anh em làm cũng để xong ha, thì con sẽ lên ghe. Đây. Thì mấy anh em chuẩn bị đắp ké về sửa sàn để cho tươi ké về để giữ độ lạnh ha. Thì mấy anh em sẽ đắp ké cho dày vào để bè ngày bè đêm sẽ về tới đẻ Phú Quý luôn á. Mấy anh em phải đắp để cho dày.
xuôi hết thì mấy anh em sẽ kéo cano lên về chuẩn bị về đảo Phú Quý ha. Rồi, mấy anh em cũng đã làm xong thì bây giờ thì mấy anh em sẽ lấy dài này để kéo cano lên nha. Kéo cano lên ghe. Bè chiếc luôn, bè chiếc sẽ như thế này. Chuẩn bị lái dài này để có lực để cẩu lên. Dài này chắc lắm cả nhà, cẩu lên được cái tấn, chiếc cano tầm khoảng 1 tấn á. Anh em sẽ kéo bằng cây còn này nha. Cây còn này có thể chịu đựng rất là nặng luôn á. Đây đây nhỉ. Cây trụ này sẽ kéo cano lên nữa nha. Tương tự thì mấy anh em sẽ cấu từng chiếc như thế này lên nha. Đó, bè chiếc cuối cùng cũng để cấu lên xong rồi. Đó. Bây giờ mấy anh em sẽ dàn lại cho nó cứng để chạy lời thổi rất là khó khăn. Xong xuôi hết thì mấy anh em sẽ kéo neo về xuất phát tiến về đảo Phú Quý. Xin phép kép lại tay luôn. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video của Quân. Xin hãy cho Quân một like và một đăng ký để Quân có động lực để share video nhiều hơn cho mọi người xem.
Rồi bây giờ thì quan sẽ về để phục quý nha. Bye bye.